học Phật vấn đáp do Pháp sư Tịnh Không chủ giảng, giảng tại Hiệp hội Phật Đà Giáo dục Hồng Kông ngày 23 tháng 7 năm 2004. Kính thưa chư vị Pháp sư và chư vị đồng học, lần này chúng tôi trở về Hồng Kông để giảng kinh. Nhìn thấy chư vị đồng học trong nội địa đến càng ngày càng nhiều hơn, mọi người nhiệt tâm đến cầu Pháp khiến cho chúng tôi nhìn thấy vô cùng cảm động. Cũng vì muốn cho quý vị đối với Phật Pháp hoặc là có rất nhiều nghi hoặc trên sự tu học, chúng tôi quyết định mỗi tuần ngày thứ sáu cùng nhau tụ hội nơi đây để học tập Phật Pháp. Vì giảng đường này thì quá nhỏ, nên tôi muốn lầu thứ 9 và lầu thứ 10 chúng ta làm cách nào để gắn thêm máy truyền hình. Khi chúng tôi giảng kinh có thể truyền xuống lầu thứ 9 và lầu thứ 10 cũng có thể nghe thấy được. Ngoại trừ bình thường mỗi ngày nghe giảng kinh ra, chúng tôi lợi dụng thời gian họp mặt với nhau, đặc biệt là chư vị đồng học từ xa đến. Trong mấy ngày này sẽ có những vị đồng học phải rời khỏi đạo tràng. Hôm nay tôi xem thì không có nhiều vấn đề để hỏi. Vị thứ nhất là cư sĩ Phùng Huệ Nghi. Cư sĩ Phùng Huệ Nghi có đến hay không? Có lẽ không có, hay là nhờ người khác đem câu hỏi đến. Đây có một vị ở Hắc Long Giang là Pháp sư Đạo Tánh. Pháp sư Đạo Tánh đã rời khỏi đạo tràng. Pháp sư Đạo Tánh hỏi, trong đạo tràng Pháp hội có những vị cư sĩ làm công quả, họ không dám ăn cơm của thường trụ. Họ nói tự mình không có tu công đức gì mà ăn một bữa cơm thì phước đức không còn nữa, phải chịu quả báo, đói thì nuốt sắc hoàng, tương lai không có cách nào trả hết được. Xin lão pháp sư khai thị. Câu hỏi này rất hay, nhưng không tương ứng với lời của Phật nói. Nếu nói những người làm công quả trong đạo tràng thường trụ của chúng ta mà cũng không dám ăn một bữa cơm, vậy thì thường trụ của chúng ta bố thí cho những người nghèo khổ bên ngoài thì sao? Như trước kia chúng tôi ở Tân Gia Ba, mỗi ngày cúng dường cho đại chúng ăn uống và điểm tâm suốt 24 tiếng, không có gián đoạn. Bất cứ người nào, dù những người không tin Phật Pháp, không tin Phật giáo, những người phản đối Phật giáo, những người mắng Phật giáo, họ đến đạo tràng chúng ta ăn cơm, chúng ta cũng phải cúng dường cho họ. Lúc tôi còn ở Tân Gia Ba, mỗi ngày có khoảng hơn 1.000 người đến ăn cơm. Những ngày nghỉ lễ có hơn 3-4 ngàn người. Số người đông như vậy, họ đối với đạo tràng chẳng có cống hiến gì cả.
quý vị làm công quả trong đạo tràng có được tiếp nhận sự ăn uống của đạo tràng hay không? Đương nhiên là được. Nếu hạn chế quá nghiêm khắc thì không có ai đến đạo tràng làm công quả. Chúng ta nhất định phải hiểu điều này. Đạo tràng có khả năng, nhất định phải cứu tế cho những người khổ nạn ở nơi đó. Hiện nay chúng tôi ở Úc Châu. Ở Úc Châu đã xây dựng một ngôi tịnh tông học viện. Cũng có nhiều vị đồng tu đã đến tịnh tông học viện. Học viện chúng tôi mỗi tuần thứ bảy cúng dường bữa cơm tối. Chỉ cần có người đến ăn cơm thì chúng tôi nhất luật đều vui mừng đón tiếp. Chúng tôi đều thành thật tiếp đãi để kết cái duyên cùng với chúng sanh. Cho nên hy vọng quý vị phải nhận biết rõ ràng điểm này. Thường trụ vật tức là do thường trụ cúng dường thì chúng ta mới có thể tiếp nhận. Nếu thường trụ không cúng dường mà chúng ta sử dụng nó, đây thì gọi là phạm giới. Trong giới luật có giới trộm cắp, ý nghĩa quan trọng là không cho mà lấy, tức là chủ nhân không đồng ý cho bạn, tự bạn lấy dùng thì gọi là phạm giới trộm cắp. Nếu chủ nhân thường trụ của đạo tràng này, chủ nhân đạo tràng này là ta, nếu ta không ở đạo tràng nhưng còn có tổng cán sự, họ là đại biểu phụ trách đạo tràng, họ đã đồng ý thì được, hoặc là được sự đồng ý của đạo tràng ban trị sự chúng ta thì bạn mới có thể tiếp nhận. Nếu thường trụ không bằng lòng, ban trị sự cũng không đồng ý thì bạn không thể tùy tiện dùng những phẩm vật của thường trụ. Nếu tự cá nhân mình lấy đi mà dùng thì là phạm giới trộm cắp. Cho nên nhất định phải hiểu rõ, phải minh bạch, muôn ngàn chớ nên sinh ra hiểu lầm. Tự chúng ta hiểu lầm, cái lỗi thì nhỏ nhưng ảnh hưởng đến người khác, sợ người khác hiểu lầm theo thì cái vấn đề này nghiêm trọng. Cho nên nói tóm lại, đối với Phật pháp chúng ta phải hiểu rõ ràng, phải minh bạch. Nếu tự mình không rõ ràng, không minh bạch thì phải cố gắng học hỏi để đoạn nghi sanh tính. Điều này vô cùng quan trọng. Đây có vị Trần cư sĩ, ông ta có 3 câu hỏi. Câu hỏi thứ nhất là cục tôn giáo ở Phước Châu thông báo các đại tự viện phải đổi giấy chứng minh quy y, đệ tử muốn giữ lại giấy chứng minh cũ không đổi, như vậy có đúng pháp hay không? Cái việc này không thể hỏi tôi, cái việc này phải hỏi cục tôn giáo ở Phước Châu. Nếu cục tôn giáo nói không được thì bạn phải tuân theo quy định của cục tôn giáo. Người học Phật quan trọng nhất là trì giới. Trì giới tức là giữ phép tắc. Pháp luật quy tắc của quốc gia chúng ta nhất định phải tuân theo. Thật ra hiện nay quy y cũng là trên hình thức. Phật pháp coi trọng thực chất, không coi trọng hình thức. Bất luận là ngày nay vị pháp sư nào truyền thọ tam quy y cho bạn, nhưng Phật Bồ Tát cũng không thừa nhận. Bạn phải hiểu điều này. Tại vì sao? Vì bạn không có thực hành. Quy là quay trở về, y là nương tựa. Bạn xem tam quy, chúng tôi đã giảng rất rõ ràng, rất minh bạch. Quy Phật, Phật là giác ngộ, tự tánh giác là Phật,
từ mê hoặc điên đảo quay trở về nương tựa tự tánh giác thì gọi là quy y Phật. Nếu bạn y theo làm được như vậy, dù bạn không có quy y trên hình thức, Phật Bồ Tát cũng thừa nhận bạn, bạn đã thật sự quy y. Trong giới kinh nói rất rõ ràng, người đã thật sự quy y thì có 36 vị thần hộ pháp ngày đêm phù hộ cho bạn. Quy y theo hình thức không có lợi ích, dù có nhận được giấy chứng minh quy cũng vô dụng, Phật Bồ Tát cũng không thừa nhận bạn. Mấy ngày trước có vị cư sĩ đến từ Quảng Đông, tôi thấy anh ta rất còn trẻ, anh ta họ Đái, ở trên lầu 10 gặp tôi. Tôi thấy trong thân của anh ta có ít nhất 4 hồn ma nhập vào thân. Ông ta là người Quảng Đông, anh ta chỉ biết nói tiếng Quảng Đông. Lúc tôi gặp anh ta thì tôi nghe được anh ta nói tiếng Anh, anh ta cũng nói tiếng Nhật, còn biết nói những ngôn ngữ và văn tự của những nước khác. Chúng tôi có vị hồ cư sĩ đều nghe hiểu biết, hồ cư sĩ sống ở Âu Châu nhiều năm, anh ta còn biết nói tiếng Tây Tạng. Cho nên chúng tôi nhận định trong thân của anh ta không phải một hồn ma nhập vào thân, mà là ít nhất có trên 4 hồn ma nhập vào thân. Anh ta nói cho chúng tôi biết trong nhà anh ta có thờ tượng Phật rất trang nghiêm, tướng tốt trang nghiêm, nhưng trên thực tế thì không phải. Phật Bồ Tát mỗi ngày đang khóc, rơi nước mắt. Tại vì sao? Chúng ta học Phật đều là giả, không phải thật, vì không chịu thực hành. Phật Bồ Tát đang rơi nước mắt. Phật Bồ Tát nhìn thấy chúng ta là đệ tử Phật giả mạo, không phải là đệ tử Phật chân chánh, vì làm không đúng pháp, hoàn toàn trái với trong giới luật và kinh giáo đã dạy, nên Phật Bồ Tát đang khóc. Bạn phải hiểu cái sự thật này. Trong ngạn ngữ thường nói, tâm của mọi người đều suy nghĩ như nhau. Chúng ta hãy suy nghĩ, Phật Bồ Tát mỗi ngày đang rơi nước mắt, đó là sự thật. Vì chúng ta khởi tâm động niệm, nói năng tạo tác có lỗi với Phật Bồ Tát. Cũng thật là hiếm có, anh ta đến thị hiện trong đạo tràng của chúng ta. Vì sao tôi nói anh ta đến thị hiện trong đạo tràng của chúng ta mà không đến thị hiện những đạo tràng khác, lại đến thị hiện trong đạo tràng của chúng ta? Vì ngôi đạo tràng này của chúng ta có lẽ còn có một chút lương tâm. Nếu không có một chút lương tâm này, dù anh ta có đến thị hiện nhưng chúng ta cũng không để ý đến, thì anh ta không đến. Anh ta không đến thị hiện, anh ta đến thị hiện là cảnh giới cho chúng, là cảnh tỉnh cho chúng ta. Chúng ta bị cảm động còn biết được phản tỉnh, tự mình sửa đổi. Anh ta đến đạo tràng này là đúng lắm. Vì vậy thì có được mấy người biết hồi đầu, nhưng tôi tin tưởng nhất định là có người hồi đầu. Có người không hồi đầu hay không? Tôi nghĩ rằng những người không hồi đầu thì nhiều. Cho nên chuyện này không nên để trong tâm. Bạn muốn đổi thì đổi. Nếu không muốn đổi thì bạn có thể giữ lại giấy chứng minh quy cũ để trong nhà để làm kỷ niệm cũng được. Bạn cũng có thể đi nhận lãnh giấy chứng minh quy y mới. Cũng như chúng tôi thường ở nước ngoài, cuốn hộ chiếu đã hết hạn thì phải đổi cuốn hộ chiếu mới. Đổi hộ chiếu mới, cuốn hộ chiếu cũ thì trả lại cho bạn. Bạn cũng, họ cũng không giữ lại. Nhưng tôi không biết họ đổi giấy chứng minh quy y mới, họ có giữ lại giấy chứng minh quy y cũ hay không, thì tôi không biết điều này. Câu hỏi thứ hai là làm thế nào thực hành trong cuộc sống như trong kinh đã dạy, phàm sở hữu tướng dài thì hư vọng. Trong quá trình dạy dỗ con cái khôn lớn mà tự mình có lúc nóng giận và nổi dậy phiền não, như vậy có phải là chấp tướng hay không? Đúng là chấp tướng.
Trong kinh dạy hai câu này không dễ gì thực hành. Phàm sở hữu tướng giai thị hư vọng, đó là cảnh giới của Pháp Thân Bồ Tát. Nếu biết được tất cả tướng đều là hư vọng thì tâm của bạn thanh tịnh, thì bạn sẽ không còn nổi dậy vọng tưởng, cũng không bao giờ có phân biệt, cũng không bao giờ có chấp trước. Chỉ cần bạn còn có phân biệt, có chấp trước thì bạn không biết được phàm sở hữu tướng giai thị hư vọng. Hai ngày này chúng tôi giảng kinh cũng giảng đến vấn đề này. Nếu thật sự đã hiểu rõ chân tướng của vũ trụ nhân sanh thì buông bỏ vạn duyên, tâm của bạn sẽ thanh tịnh, giúp đỡ cho người khác. Tuy bề ngoài tỏ ra có mừng, giận, vui, buồn, nhưng họ không có chấp tướng. Tại vì sao? Thì như hát tuồng trên sân khấu vậy, là giả không phải thật, là phương tiện, dùng cái phương tiện này để giúp cho người khác giác ngộ, giúp cho người khác đoạn ác tu thiện, giúp cho người khác phá mê khai ngộ, cũng là phương tiện để dạy học. Thế như bạn mắng con cái, đó là bạn muốn dạy dỗ con cái. Nhưng nếu bạn thật sự nổi dậy lòng sân hận thì bạn sẽ đọa lạc luân hồi. Tâm luân hồi của bạn thì tạo nghiệp luân hồi. Cho nên Phật Bồ Tát thị hiện trong thế gian này của chúng ta, như Thích Ca Mâu Ni Phật, cũng có mừng, giận, vui, buồn, cũng có lúc rất vui mừng khi khen thưởng người khác, cũng có lúc nhìn thấy đệ tử có lỗi lầm thì bề ngoài Ngài cũng nổi giận. Bạn nói Ngài có phiền não hay không? Ngài có phân biệt chấp trước hay không? Ngài không có. Nghĩa là thế nào? Đó là chúng sanh có cảm thì Ngài có ứng. Tâm thiện của bạn cảm thì hồi ứng thiện. Nếu tâm ác của bạn cảm thì hồi ứng bị đánh, bị mắng. Đó là cảm ứng đạo giao. Tuyệt đối không có tâm. Không có tâm tức là tuyệt đối không có tâm phân biệt, không có tâm chấp trước, cũng không có vọng tâm. Cái công phu này là công phu thượng thừa, người thông thường làm không nổi, kể cả chúng sanh trong lục đạo và người trời cũng làm không nổi. Chúng ta học Phật phải nên học tập. Đây là không dễ gì thành tựu. Cho nên Tổ sư Đại Đức chỉ dạy cho chúng ta, thời kỳ mạt pháp, ngoại trừ nương theo niệm Phật cầu vãng sanh ra, nếu bạn tu pháp môn khác thì phải đoạn trừ phiền não tạp khí, e sợ không có một người nào mà có thể làm nổi. Đây là thật đấy. Niệm Phật cầu sanh tịnh độ, chỉ cần chúng ta khống chế được phiền não tạp khí, chế phục được phiền não, tức đó là trong những buổi giảng chúng tôi thường nhắc nhở các bạn đồng học, chúng ta dụng công như vậy, chỉ cần có thể chế phục được phiền não thì có thể đới nghiệp vãng sanh. Trong kinh Phật có dạy những đạo lý này, chúng ta phải hiểu. Tuy tâm chúng ta hâm mộ nhưng không dễ gì thực hành được. Câu hỏi thứ ba, trong tâm niệm Phật thường duy trì được vài ngày rồi lại thối chuyển, phải làm thế nào duy trì được chân tâm lâu dài mà không thối chuyển, quyết tâm thực hành cho đến cùng mà tự mình không gấp, có phương pháp xảo diệu nào hay không? Phương pháp xảo diệu đều ở trong kinh điển. Ngày nay chúng ta y theo hai bộ kinh điển quan trọng nhất, tức là kinh Vô Lượng Thọ và kinh A Di Đà.
Vì sao bạn lại thối chuyển? Vì phiền não tạp khí quá nặng. Thông thường chúng ta gọi là nghiệp chướng quá nặng. Công phu tu hành của mình địch không lại tạp khí. Đó là tình thông thường của người đời. Lúc chư Phật Bồ Tát mới học cũng không ngoại lệ, cũng có cái tình trạng này. Nhưng bạn phải có ý chí vững bền và phải có nghị lực, phải coi nhẹ tất cả cái duyên của thế gian. Bất luận là người hay là việc hay là vật, phải coi nhẹ. Năm nay coi nhẹ hơn năm ngoái thì chúng ta đã có tiến bộ. Nếu bạn cũng rất dụng công mỗi ngày đọc kinh niệm Phật, nhưng bạn còn đối với thế duyên còn quá coi nặng, vẫn còn có phân biệt chấp trước, thì bạn chưa có công phu. Thì bạn nghe kinh cũng uổng công, bạn niệm Phật cũng uổng công. Chỉ là kết được một tí duyên với Phật Pháp mà thôi. Trong đời này không được thọ dụng. Xem tình trạng như vậy thì chúng ta biết được trong đời đời kiếp kiếp quá khứ của chúng ta cũng như vậy. Nếu trong đời quá khứ công phu tu học đắc lực thì bạn sớm đã vãng sanh, làm sao bạn còn đến cõi này? Vì trong đời quá khứ không chịu cố gắng tu, nay hy vọng trong đời này phải cố gắng tu. Điều này rất là quan trọng. Người thật sự học Phật, họ tuyệt đối không có ganh ghét với người khác. Nhìn thấy người khác hiền lành rất tốt, không hiền lành cũng tốt. Tiếp xúc với tất cả mọi người đều hiền lành rất tốt. Phải y theo tiêu chuẩn của kinh luận, phải tương ứng với kinh luận thì là rất tốt. Ta suy nghĩ, ta có hay không? Nếu ta có thì tốt, ta phải giữ gìn không để mất đi. Nếu ta không có thì ta phải liền học tập. Nhìn thấy người ta không hiền lành, không hiền lành cũng tốt. Nhìn xem ta có chỗ nào không hiền lành thì phải sửa đổi ngay. Phải sửa đổi ngay. Nếu không có thì phải tự khuyến khích mình không nên có ý niệm ác và hành vi ác. Vậy thì đúng rồi. Cho nên kẻ ác, người thiện, thuận cảnh, nghịch cảnh, đối với người tu hành mà nói đều có sự lợi ích, không có sự bất lợi. Tất cả mọi người đều là thầy, hoàn cảnh cũng là đạo tràng. Người biết tu hành nhìn thấy tất cả mọi người đều là Phật Bồ Tát, họ đang chỉ dạy cho chúng ta, họ đang dạy cho chúng ta cái nào là xấu, cái nào là tốt. Ta phải lưu ý học tập thì ta mỗi ngày có tiến bộ. Trong hoàn cảnh bất luận là thuận cảnh hay nghịch cảnh đều là đạo tràng. Người thật sự biết tu học và người thật sự chịu tu học thì không có chướng ngại. Chúng ta phải cố gắng mà học tập, đặc biệt là trong hoàn cảnh hiện nay. Nếu bạn không thể chuyển hoàn cảnh mà cứ thuận theo hoàn cảnh thì bạn sẽ bị hoàn cảnh chuyển. Bị hoàn cảnh chuyển thì bạn rất khó được thành tựu. Đây có vị Chu cư sĩ ở trong đoàn Bắc Kinh. Vị này hỏi rằng bố thí cúng dường là phải tùy duyên mà không phan duyên. Lão Pháp Sư nói việc này phải làm cho mau. Con cũng muốn làm mau, nhưng muốn làm mau không nhất định là phải có duyên. Vậy thì chỉ có thể đem số tiền này gửi trong ngân hàng mà chờ đợi.
Nhưng có người đến hóa duyên thì con lại không muốn cho họ. Nếu là xây cất chùa chiền, có người đến mượn tiền, con cũng không muốn cho họ mượn. Cho nên trong cái tình hình này con phải làm sao đây? Hay là không cần biết họ muốn làm việc gì, cứ cho họ mượn. Bình thường con muốn in kinh thì liền gỡ tiền đến chỗ in kinh. Có phải là phan duyên hay không? Tự con cũng có thiết kế tấm danh thiếp nhỏ, đây cũng là phan duyên phải không? Phan duyên và tùy duyên có lúc cũng rất khó phân biệt. Nói tóm lại, phan duyên là tự mình có ý đi làm, và lại là miễn cưỡng mà làm. Còn tùy duyên là cái duyên đã thành thục, là cơ duyên đã thành thục. Thí như xây dựng đạo tràng, đây không phải là một việc dễ làm. Nếu như hôm nay có người tặng một số tiền cho bạn, số tiền là đủ để xây dựng đạo tràng, thì tiếp nhận. Đó là cái duyên đã thành thục, phải xây dựng đạo tràng. Nếu có người tặng số tiền cho bạn rất ít, mà yêu cầu bạn xây dựng đạo tràng, mà bạn làm không nổi, bạn lại đi hóa duyên, thì gọi là phan duyên. Như đạo tràng, như ngôi đạo tràng này của chúng ta là do một người phát tâm hiến tặng. Lúc ban đầu, tầng này là lầu thứ 11, do Trần Lão Thái Thái ở Hồng Kông, bà phát tâm hiến tặng. Một mình bà mua lại hiến tặng cho chúng tôi, đó là cái duyên đã thành thục. Nếu bà nói bà tặng cho chúng tôi 1 triệu, 2 triệu thì mua không nổi tầng lầu này, chúng tôi lại phải đi hóa duyên quyên tiền, đó thì gọi là phan duyên. Chúng tôi không làm chuyện này. Nếu 2-3 người họp lại mua tầng lầu để hiến tặng thì có thể tiếp nhận, chứ bảo chúng tôi đi tìm người quyên tiền thì là rất mệt nhọc. Tầng lầu thứ 2 là do một vị cư sĩ hiến tặng cho chúng tôi. Họ nhìn thấy chúng tôi không đủ chỗ để dùng nên mua tầng lầu này hiến tặng cho chúng tôi. Vì sao tầng lầu thứ 10 muốn bán ngay ở bên cạnh chúng tôi? Nếu mua lại dĩ nhiên là rất tốt. Thì có một vị cư sĩ họ cũng phát tâm mua tầng lầu này hiến tặng cho chúng tôi. Đó gọi là tùy duyên. Chúng ta giúp đỡ người khác cũng là như vậy. Thì như bạn in kinh, ta chỉ có 10 đồng, lúc người ta in kinh thì ta tùy hỷ, gọi là tùy duyên. Việc này phải nên làm. Nếu ta có tài chánh nhiều thì tự cá nhân mình in hết, in một bộ sách, in 10 mấy ngàn cuốn, điều này thì có thể được. Năm xưa Thích Ca Mâu Ni Phật còn tại thế, suốt đời không có đi hóa duyên. Chúng ta phải hiểu điều này. Chúng ta học Phật thì phải học theo Thích Ca Mâu Ni Phật. Người đời sau mới có đi hóa duyên. Đi hóa duyên rất là cực nhọc. Thật tại mà nói, đi hóa duyên cũng là phải tùy duyên. Tức là người ta rất muốn, rất hoan hỷ mà bố thí, không thể có miễn cưỡng chút nào. Tự chúng ta cũng làm như vậy. Tùy theo tài chánh của mình, thu nhập rất ít thì làm ít. Trong cuộc sống tự mình có thể tiết kiệm. Tiết kiệm một ít tiền để làm việc tốt, như in kinh hay phóng sanh. Còn tôi thì làm 3 sự việc: bố thí, thuốc men. Suốt đời tôi thì làm 3 sự việc này. Trong những năm gần đây, các đồng tu cúng dường cho tôi nhiều rồi, thì chúng tôi có kế hoạch để làm một tí việc tốt. Chúng tôi cũng tùy sức của mình mà làm. Đạo tràng thu nhập nhiều thì làm nhiều,
Có ít thì làm ít, không có thì rất tốt thì càng tốt, không có thì không làm. Tuyệt đối không nên có kế hoạch năm nay ta phải làm cái gì đó, thật là mệt nhọc, không nên nghĩ như vậy. Phật Pháp quan trọng nhất là tâm phải thanh tịnh, tâm tịnh tức Phật độ tịnh. Mục tiêu của chúng ta là ở Tây Phương Cực Lạc thế giới. Chúng ta đang ở cõi thế giới này là tạm trú. Dù hoàn cảnh như thế nào, tốt cũng được, không tốt cũng được. Tại vì sao? Vì không phải là nhà của ta, không phải là nơi thường trú của ta. Bạn có thể xem cõi thế gian này là một quán trọ. Trong cõi này không có một thứ gì là của ta cả. Ta có quyền sử dụng, nhưng ta không có quyền sở hữu. Thật là quá tự tại. Phải hiểu cái đạo lý này thì bạn biết được thế nào là tùy duyên. Tùy duyên thì tự tại, phan duyên thì cực nhọc. Thể cực nhọc thì sẽ tạo nghiệp. Đây có vị Phùng cư sĩ đến từ Cát Lâm. Ông hỏi, hiện nay ở Đại Lục rất thịnh hành ngũ hội niệm Phật, niệm một câu thì gạch một cái, đây có phải là pháp môn tịnh độ hay không? Cái vấn đề này tôi đã nghe nói rất nhiều. Lần trước tôi có đến thăm viếng Trung Quốc, cũng gặp phải rất nhiều người nêu ra cái vấn đề này. Trước khi Thích Ca Mâu Ni Phật nhập diệt, Ngài vô cùng từ bi, chỉ dạy cho đệ tử đời sau làm thế nào phân biệt pháp tà chánh. Điều này rất quan trọng. Đó là lòng từ bi của Phật. Trong hội Lăng Nghiêm, Phật có nói, thời kỳ mạt pháp, tà sư thuyết pháp như các sông Hằng. Mắt phàm phu chúng ta làm sao có khả năng phân biệt tà chánh? Cho nên Phật đặc biệt vì chúng ta khai thị. Ngài đã nói bốn câu. Câu thứ nhất là y pháp bất y nhân. Pháp là cái gì? Là kinh điển. Ngài nói cái phương pháp này trong kinh điển có hay không? Trong kinh điển có thì được. Có thể y giáo phụng hành. Nếu trong kinh điển không có thì để nó qua một bên. Nó tốt cũng được hay không tốt cũng được, chúng ta mặc kệ nó. Chúng ta phải tuân theo lời dạy của Phật. Trong kinh không có dạy các phương pháp đó. Kinh điển của tịnh độ không nhiều. Hiện nay tổ sư chỉ dạy cho chúng ta ngũ kinh nhất luận. Kinh điển của tịnh tông rất ít. Chúng ta phải tuân theo lý luận và phương pháp của ngũ kinh nhất luận. Chúng ta học tập trong ngũ kinh nhất luận, chọn lấy một bộ để học tập đều có thể thành công. Nhất định phải y giáo phụng hành. Bạn không thể tự mình dùng phương pháp của mình. Điều này không thể được. Người khác nói như thế nào cũng không thể được. Trong ngũ kinh ngắn nhất là Đại Thế Chí Bồ Tát Niệm Phật Viên Thông Chương, chỉ có 244 chữ. Bạn có thể suốt đời y theo bộ kinh này mà tu hành, chắc chắn sẽ được thành tựu. Bộ kinh dài nhất là Kinh Vô Lượng Thọ. Tuy nói Kinh Vô Lượng Thọ dài nhất, nhưng nếu so với những bộ kinh điển của tông phái khác thì ít hơn rất nhiều. Nếu hợp lại ngũ kinh nhất luận đóng thành một cuốn thì chỉ là một cuốn kinh mỏng. Cho nên tịnh tông là dễ tu học ở chỗ này. Chúng ta phải đọc thuộc, phải thật sự giáo phụng hành. Cho nên trong tịnh tông không có dạy niệm ngũ hội niệm Phật, không có dạy cái phương pháp này. Phương pháp niệm Phật của tịnh tông
Ngài Đại Thế Chí Bồ Tát dạy được rất rõ ràng, rất đơn giản, đều nhất lục căn tịnh niệm kế tiếp. Đâu có phải là niệm Phật, niệm một câu rồi gạch một cái. Cách niệm Phật này là đã trái với tịnh niệm tương kế. Tịnh là tâm bạn thanh tịnh. Nếu niệm một câu rồi gạch một cái thì tâm bạn không thanh tịnh, vừa niệm Phật lại vừa phân biệt, lại vừa chấp trước, lại khởi vọng niệm, lại khởi vọng tưởng. Bạn niệm câu Phật hiệu này bên trong có xen tạp vọng tưởng phân biệt chấp trước thì đã thấy rõ bạn làm sao có được tâm thanh tịnh. Điều kiện quan trọng nhất được vãng sanh Tây Phương Cực Lạc thế giới là tâm phải thanh tịnh. Tâm tịnh tức cõi Phật tịnh. Cho nên bạn niệm ngũ hội niệm Phật, tại sao lại niệm Phật theo cách này? Phật không có cụ thể dạy cho chúng ta, Phật chỉ dạy nguyên tắc và nguyên lý. Điều nhất lục căn tịnh niệm kế tiếp, đó là nguyên tắc và nguyên lý. Điều nhất lục căn dùng lời hiện nay mà nói thì mọi người dễ hiểu, tức là buông bỏ vạn duyên. Nếu bạn không thể buông bỏ, hôm nay thích cái này, ngày mai chán cái kia, vậy thì không được, cái tâm của bạn sẽ không thanh tịnh. Cho nên trước tiên là bảo bạn buông bỏ, phải buông bỏ hết. Chẳng những buông bỏ pháp thế gian, cũng phải buông bỏ Phật Pháp. Pháp môn của Phật rất nhiều, có 84,000 pháp môn. Ta chỉ chọn tu pháp môn tịnh độ, còn những pháp môn khác ta đều phải buông bỏ hết. Điều này rất là quan trọng. Nhưng trong Tứ Hoàng Thệ Nguyện lại nói, pháp môn vô lượng thệ nguyện học, bây giờ ta đều buông bỏ hết. Vậy có phải là trái với điều nguyện này hay không? Không có trái. Nên biết rằng không trái với điều nguyện này. Hôm nay ta buông bỏ tất cả pháp môn, buông bỏ tất cả pháp thế gian và xuất thế gian. Ta một lòng một dạ đi đến Tây Phương Cực Lạc thế giới, gặp được A Di Đà Phật. Khi đến Tây Phương Cực Lạc thế giới đã gặp được A Di Đà Phật thì ta mới thực hành câu pháp môn vô lượng thệ nguyện học. Tại vì sao? Vì lúc đó bạn đã có một hoàn cảnh tu học rất tốt, lại có thầy tốt chỉ dạy. Chư Phật Bồ Tát là thầy của bạn, Bồ Tát là những vị đồng học của bạn. Lúc đó mạng sống của bạn là vô lượng thọ. Bây giờ mạng sống của chúng ta rất ngắn, chúng ta muốn học nhiều pháp môn vẫn chưa học xong thì mạng sống đã hết. Chúng ta phải biết điều này. Cho nên tôi thường nói Tứ Hoằng Thệ Nguyện, bây giờ chúng ta chỉ thực hành hai nguyện trước: chúng sanh vô biên thệ nguyện độ và phiền não vô tận thệ nguyện đoạn. Bạn muốn đoạn phiền não thì bạn phải nhất tâm tu học pháp môn, thâm nhập một môn, huân tu lâu dài. Bạn tu học một môn, tu một môn thì được tâm thanh tịnh. Theo thông thường mà nói, tu học một môn thì tâm bạn được định, được định thì mở mang trí huệ. Nếu bạn tu học quá nhiều thì không có cách nào được định. Xưa kia chúng tôi theo thầy Lý học kinh giáo, thầy Lý dạy cho học trò, học trò chỉ có thể học một môn. Bạn muốn đồng thời học hai môn thì Ngài không dạy cho bạn, Ngài không cần người học trò này. Cho nên chúng tôi tu học đều là phương pháp cổ xưa của trường Tư Thục, tức là học một môn. Khi học xong một môn thì phải được sự đồng ý của thầy. Tiêu chuẩn của học xong là bạn phải lên đài giảng kinh, thầy ngồi ở phía hàng sau cùng nghe bạn giảng. Bởi vì lúc đó không có máy phát thanh, Ngài ở hàng sau cùng nghe bạn giảng, Ngài nghe được rõ ràng thì được. Nếu bạn giảng nghe giảng Ngài nghe không rõ thì không được, âm thanh của bạn quá nhỏ cũng không được. Ngài ngồi ở hàng sau cùng nghe bạn giảng, nếu bạn giảng đúng thì Ngài gật đầu đồng ý, đồng ý bạn giảng không sai sẽ không hại người. Như vậy thì bạn mới như vậy thì bà thầy mới chấp nhận cho bạn học thêm một bộ kinh khác. Một người học nhiều nhất là 3 bộ kinh, không thể học nhiều hơn. Đó là quy củ lúc bấy giờ của Ngài chỉ dạy cho chúng tôi tu học. Nhưng mỗi một vị đồng học học kinh thì khác nhau. Bạn cũng có thể đến dự thính, tự bạn chủ tu là học một bộ kinh. Đại đa số người cũng là học một bộ kinh. Chúng tôi có thể vào lớp để dự thính, nghe giảng nhiều bộ kinh. Còn tự mình thì thâm nhập một môn, huân tu lâu dài. Bạn học xong một bộ kinh này thì phải giảng lại nhiều lần.
Lúc đó tiêu chuẩn của chúng tôi ít nhất phải giảng 10 lần. Thế như tôi học Kinh Di Đà, tôi phải giảng lại 10 lần Kinh Di Đà. Giảng xong 10 lần thì thầy đã đồng ý mới cho bạn chọn học bộ kinh khác. Đó là giúp cho bạn cái gì? Là giúp cho bạn được nhất tâm, giúp cho bạn được tâm thanh tịnh. Đạo lý là ở chỗ này. Tuyệt đối không cho bạn học rộng nghe nhiều. Học rộng nghe nhiều là thông gia. Đó là những hạng người nào? Là những người đã khai ngộ. Bạn chưa có khai ngộ, vẫn còn phiền não tập khí rất nặng. Nếu bạn học rộng nghe nhiều thì tri kiến và tư tưởng của bạn sẽ lẫn lộn, không có lợi chỉ có hại. Cho nên công phu niệm Phật không được đắc lực. Đó là thật sự phải trải qua học tập thì bạn mới biết được phương pháp đó hay, thầy dạy được rất đúng. Chúng tôi đối với cái phương pháp này của thầy dạy rất là bội phục, nên hết lòng nỗ lực để học tập. Chúng tôi giúp đỡ người khác cũng là dùng phương pháp của thầy dạy. Năm xưa chúng tôi ở Tăng Gia Ba có khai giảng một lớp bồi huấn nhân tài hoằng pháp ngắn hạn. Khóa học kỳ 1 của chúng tôi thời gian là 3 tháng đến 4 tháng. Đó là khóa 1 chuyên học tập một bộ kinh. Những bạn đồng học tham gia học tập sau 3 tháng, họ có thể viết ra trình bày sự tu học tâm đắc của mình. Họ đều cảm thấy trong 3 tháng học tập vượt hơn những người học tập 4 năm trong Phật học viện. Bởi vì trong 4 năm học tập, họ học rất nhiều môn. Mỗi ngày họ phải học mấy môn học. Còn lớp bồi huấn là 3 tháng học một môn. Nên những vị đồng học có cảm nghĩ như vậy. Khi họ lên đài giảng, họ có thể giảng lại những gì họ đã học. Thông thường những người học 4 năm trong Phật học viện, sau khi học xong cũng không biết giảng kinh. Cho nên sự thực nghiệm này chúng ta cũng có thể nhìn thấy hiệu quả rất tốt. Phương pháp niệm Phật rất nhiều, nhưng nguyên lý nguyên tắc thì chỉ có một điều, nhất định là được tâm thanh tịnh. Cho nên những phương pháp này tự mình có thể thí nghiệm. Nếu bạn thật sự yêu theo các phương pháp này mà tu học thì phiền não của bạn ít đi, tức là vọng tưởng phân biệt chấp trước ít đi, tâm của bạn được thanh tịnh thì trí huệ được mở mang. Khi trí huệ được mở mang thì sẽ cảm thấy thông minh hơn trước rất nhiều. Trước kia làm việc là hồ hồ đồ đồ, bây giờ làm việc có mạch có lạc, tự mình có thể thể nghiệm được. Như vậy là bạn có tiến bộ. Đặc biệt là ở tại đâu? Tức là trước khi chưa học Phật thì có ý niệm tự tư tự lợi rất nặng. Sau khi thật sự học Phật, có được một tí thọ dụng thì tâm từ bi hiện tiền. Coi trọng sự lợi ích của người khác, còn sự lợi ích của mình thì coi nhẹ. Đó là sự thay đổi rất rõ rệt. Thời thời khắc khắc mà quan tâm người khác, rất ít nghĩ đến chuyện của mình. Từ chỗ này thì bạn có thể cảm giác được. Câu hỏi thứ hai, thường hay có người tìm đến làm Phật sự. Thế như người đã chết hay là người có bệnh cầu xin đọc kinh Địa Tạng hoặc làm tam thời hệ niệm, con có thể giúp cho họ được hay không? Có thể được. Đây là kết pháp duyên, là việc tốt. Lúc con người đang có bệnh,
cần phải có thân nhân hay bạn bè đến an ủi. Đến lúc họ lâm chung, chúng ta phải trợ niệm cho họ. Giúp họ trợ niệm là việc rất quan trọng. Chúng ta phải thành tâm thành ý, hết lòng giúp họ trợ niệm, khiến cho họ được sự lợi ích. Có thể làm việc này, lúc chúng ta giúp họ làm việc này, không được có tâm danh lợi. Nghĩa là chúng ta đọc một thời kinh phải nhận bao nhiêu tiền. Đây là buôn bán, dùng Phật Pháp để làm chiêu bài, tức là buôn bán Phật Pháp, không được làm như vậy. Đó là tội lỗi. Phải không có điều kiện mà giúp cho người khác, làm việc này là việc tốt. Câu hỏi thứ ba, có một người thật sự tu pháp môn tịnh độ. Một ngày ăn một bữa, một ngày lễ Phật, một ngàn lại đọc một bộ kinh Vô Lượng Thọ, một ngày niệm ba vạn tiếng Phật hiệu, đã kiên trì cho đến bây giờ có hơn 2 năm, nhưng thân thể càng ngày càng không tốt. Xin hỏi sư phụ, bây giờ họ phải làm sao đây? Vị cư sĩ này có vấn đề. Tại vì sao? Nếu thật sự tu hành thì cái hiệu quả thân thể của bạn càng ngày càng tốt. Đó là chắc chắn như vậy. Thân thể không tốt, đó là có nghiệp chướng. Nhưng cái nghiệp chướng này sẽ tiêu trừ. Chính bản thân tôi đã từng trải qua. Có một lúc tôi đang học Phật, cũng là một ngày ăn một bữa, ăn hết 5 năm. Không ăn bữa cơm tối, thân thể rất ốm. Thân thể của tôi lúc đó cũng giống như bạn nói không khác. Một ngày tôi lễ Phật chưa tới 1000 lại, chỉ có 800 lại. Buổi sáng thức dậy lễ 300 lại, buổi tối lễ 300 lại, buổi trưa sau khi dùng cơm xong lễ 200 lại. Thân thể như thế nào? Mặt vàng ốm nhôm. Là nguyên nhân gì? Đó là đang thay đổi thể chất. Bởi vì trước kia bạn ăn thịt, bây giờ thì ăn chay. Thân thể của tôi là đang thay đổi thể chất. Sự thay đổi rất là chậm, trải qua 5-6 năm mới khôi phục lại bình thường. Trong 5-6 năm này, bạn phải có quyết tâm. Nếu bạn sanh nhiều bệnh thì tâm sẽ thối chuyển. Vậy thì không hết, bạn phải kiên trì. Nhưng tôi thì có một sự lợi ích. Tuy nhìn thân thể rất khó coi, nhưng tinh thần và thể lực rất tốt. Sức khỏe không có suy giảm chút nào. Có sức lực, tôi có thể bưng đồ vật nặng cũng được. Cho nên tinh thần và thể lực không có bị ảnh hưởng chút nào. Bởi vì lúc đó thầy có hỏi tôi, vì sao ông ăn một bữa? Thì tôi nói, bởi vì thầy một ngày ăn một bữa nên con học theo thầy. Tôi học theo thầy được 8 tháng thì mới nói cho thầy biết. Tôi nói bây giờ con đã ăn một ngày một bữa, cho nên ngài rất quan tâm, hỏi tôi tinh thần và thể lực như thế nào. Tôi nói tinh thần và thể lực rất bình thường, không bị ảnh hưởng chút nào. Thì ngài nói rất tốt, hãy duy trì như vậy. Nếu như tinh thần và thể lực có vấn đề, thì vậy thì bạn trên lý luận không phải sai lầm, thì là trên phương pháp sai lầm. Bạn phải đi thỉnh giáo với người tu hành. Phải đi thỉnh giáo với người có kinh nghiệm tu hành. Phải thỉnh giáo họ giúp cho bạn tu học như thế nào mới là như lý như pháp. Tu hành như lý như pháp, tức là tinh thần, thể lực và sắc tướng của bạn đều được trang nghiêm tốt đẹp. Không có lẽ nào càng tu càng tệ. Nếu tu hành như lý như pháp thì càng tu càng tốt. Phật Bồ Tát tiếp dẫn đại chúng, sắc tướng rất quan trọng. Nếu tướng mạo của Phật Bồ Tát rất khó coi, như cái dáng da bọc xương, thì ai mà chịu theo các ngài học? Vừa nhìn thấy thì sợ rồi, còn ai dám theo các ngài học? Việc ăn chay và ăn uống rất ít xảy ra vấn đề. Việc ăn uống
Tôi thường nói là tiêu hao trong vọng tưởng 95%. Mỗi ngày tiêu hao năng lượng rất lớn là trong vọng niệm. Đối với mình mà nói, thật sự tiêu hao năng lượng rất ít trong sức lao động. Một người có vọng niệm nhiều thì sẽ tổn hại rất nặng. Càng ít vọng niệm thì càng tốt. Nếu vọng niệm của chúng ta ít thì sức khỏe của chúng ta không bị ảnh hưởng. Cái phương pháp này đối với những người mới học Phật nhất định là có sự lợi ích. Đây có vị đồng tu hỏi: con đã thọ trì giới Bồ Tát nhiều năm, nay muốn chuyên niệm thánh hiệu của A Di Đà Phật, con không biết làm như vậy có phải là phá giới hay không, hoặc là cần phải làm thêm những gì? Không cần, chỉ chuyên niệm A Di Đà Phật thì sẽ nâng cao sự tu học của bạn. Cứ niệm một câu A Di Đà Phật này không gián đoạn thì đã bao gồm giới Bồ Tát. Bạn thọ trì giới Bồ Tát sẽ được viên mãn. Phật tại trong kinh bảo với chúng ta rằng khắp pháp giới hư không giới có rất nhiều Bồ Tát đều niệm A Di Đà Phật cầu sanh cực lạc thế giới. Khi sanh đến cực lạc thế giới thì tam tụ tịnh giới đều đầy đủ. Niệm câu Phật hiệu này đều đầy đủ hết. Lại có vị đồng tu hỏi: muốn thỉnh sư phụ giảng 10 giới sa di và 24 phép oai nghi cho các đồng học xuất gia. Hiện nay ở học viện có vị đồng học đang giảng sa di luật nghi, là do pháp sư Ngộ Toàn giảng tại Thu Âm Bà Úc Châu. Mỗi ngày pháp sư Ngộ Toàn cũng giảng bộ sa di luật nghi này. Vấn đề thứ hai là hiện nay trong nước có số người xuất gia tự cá nhân mình ở tịnh xá hoặc am cốc chuyên y theo lời dạy của sư phụ, thâm nhập một môn nghe kinh tụng kinh lễ Phật niệm Phật, thường tu tịnh nghiệp, xin sư phụ chỉ dạy khai thị. Dụng công như vậy thì rất tốt, chỉ cần tiếp tục không ngừng nghiêm trì giới luật, có thể chịu khổ, chắc chắn sẽ được thành tựu. Nghe tôi giảng kinh cũng phải thâm nhập một môn. Sự tu học của mình vẫn phải y theo tịnh độ ngũ kinh. Chọn kinh Vô Lượng Thọ cũng được, hay chọn kinh A Di Đà cũng được. Thâm nhập một môn mà tu học, bình thường tôi giảng kinh Hoa Nghiêm cũng có thể nghe. Kinh Hoa Nghiêm là đại bản kinh Vô Lượng Thọ, đó là do cổ đức nói như vậy. Kinh Hoa Nghiêm, kinh Vô Lượng Thọ và kinh A Di Đà là một bộ kinh. Kinh Hoa Nghiêm thì giảng được tường tận nhất, kinh Vô Lượng Thọ thì nói được đơn giản, nhưng trong cảnh giới và nội dung đều như nhau. Cho nên kinh Hoa Nghiêm có thể giúp cho chúng ta càng thâm nhập lý giải kinh Vô Lượng Thọ. Đây có vị đồng tu hỏi: có rất nhiều người lúc xuất gia họ cũng không có nghe giảng kinh thuyết pháp, họ chỉ tuân theo sư phụ của mình ở trong đạo tràng chuyên làm kinh sám Phật sự.
hoặc là mở tiệm buôn bán làm sự nghiệp từ thiện. Bây giờ tự mình đã nghe lão pháp sư giảng kinh, rất muốn tu học cho đàng hoàng, nhưng pháp sư trong thường trụ đạo tràng không cho phép. Vậy thì bây giờ tự mình phải đi tìm đạo tràng nào chuyên tu tịnh độ, hoặc là vẫn tiếp tục ở trong thường trụ kiên trì rèn luyện, hay là tự mình đi cất một ngôi tịnh xá nhỏ để chuyên tu, nghe kinh, niệm Phật. Nếu thật sự không có chỗ nào để đi, thì không lẽ chỉ có một con đường là hoàng tục? Đây là một chuyện. Đệ tử chân chánh của Phật hiện nay đang gặp phải khó khăn rất lớn. Cho nên vì chuyện này mà Phật Bồ Tát phải rơi nước mắt. Lúc tôi còn trẻ, tôi rất phản đối Phật giáo. Bởi vì từ nhỏ, trông thấy chỗ nào cũng có chùa chiền. Ở quê nhà chúng tôi có rất nhiều chùa chiền, không có thấy qua người xuất gia giảng kinh thuyết pháp, giáo hóa chúng sanh. Họ đều là làm kinh sám Phật sự hoặc làm pháp hội cầu siêu cho người chết. Cho nên lúc tôi còn trẻ, tôi thường đến giáo đường của Cơ Đốc giáo. Trong giáo đường, mỗi tuần ngày Chủ nhật có giảng đạo, nghe họ giảng cũng có chút đạo lý. Thì tôi đến Nam Kinh để học hành. Có mấy người bạn học của tôi, họ là tín đồ của Islam, tức là Hồi giáo. Họ đem một số sách tạp chí của Hồi giáo cho tôi xem. Tôi xem rồi cũng rất có đạo lý. Chỉ riêng Phật giáo thì không có ai giới thiệu cho tôi. Cho nên kiến thức của tôi cũng như người thông thường vậy. Nói Phật giáo là mê tín, Phật giáo là đa thần giáo. Đa thần giáo tức là tôn giáo thấp kém nhất. Cái gì là thần? Tức là họ trông thấy thần thánh gì cũng lại. Cho nên không sánh bằng những tôn giáo của ngoại quốc. Những tôn giáo của ngoại quốc chỉ lại một vị thần. Trong vũ trụ chỉ có một vị chân thần. Còn họ thì cái gì cũng lại. Cho nên Phật giáo khiến cho người ta có ấn tượng thật là không tốt. Bởi vì cái gốc đã ăn sâu rồi. Tôi ở Đài Loan, nếu không gặp được giáo sư Phương Đông Mỹ, thì có lẽ tôi vĩnh viễn không có duyên với Phật giáo. Thật tại mà nói, dù có vị pháp sư nào đến khuyên tôi tin Phật giáo, tôi cũng không tin, cũng không nghe, cũng không tiếp nhận. Tôi theo giáo sư Phương Đông Mỹ học triết học. Thầy Phương là triết học gia rất nổi tiếng trên thế giới. Thầy đem kinh Phật giới thiệu cho tôi để làm một khoa mục trong triết học, gọi là triết học kinh Phật. Lúc đó tôi nghe được cái đề mục này khiến cho tôi rất là kinh ngạc. Vì chưa từng nghe nói qua triết học kinh Phật, thầy nói với tôi triết học kinh Phật là môn triết học cao nhất trên toàn thế giới. Học Phật là sự hưởng thụ tối cao của đời người. Cho nên tôi bị hai câu nói này của thầy lôi cuốn tôi vào trong cửa Phật. Nhưng cái cảnh giới này ở trong chùa không có, tìm không ra. Phải đi đâu mà tìm? Phải tìm trong kinh điển. Từ đó bắt đầu, tôi thường đi đến chùa. Tôi đi đến chùa không tham gia pháp hội của họ, mà đến chùa để tìm Đại Tạng Kinh. Bởi vì lúc đó không dễ gì thỉnh được kinh điển của Phật giáo. Chỉ có ở trong chùa mới có thể tìm được kinh Phật. Có số kinh sách loại nhỏ thì trong chùa có ấn tống biếu tặng. Còn như Đại Tạng Kinh thì không cho mượn đem ra ngoài. Cho nên chúng tôi chỉ có lợi dụng những ngày nghỉ lễ đi đến chùa để mượn Đại Tạng Kinh ra sao chép lại.
chúng tôi mới bắt đầu học Phật Pháp, tự mình phải sao chép kinh điển. Không như hiện nay, thật là quá tiện lợi. Ở khoảng nửa thế kỷ đến nay, khoa học kỹ thuật rất tiến bộ, ngành ấn loát cũng rất phát triển, đem lại cho chúng ta rất nhiều tiện lợi. Vào thời xưa, ở trong chùa mới có Đại Tăng Kinh, còn như tư gia làm gì có Đại Tăng Kinh. Đó là được khoa học kỹ thuật ban cho chúng ta. Chỉ trong vòng mấy năm, từ năm 1984, tôi bắt đầu ấn tống kinh sách và tượng Phật biếu tặng cho đại lục. Năm 84, tôi ở Hồng Kông giảng kinh, thì có Pháp Sư Hoàng Huân đến tìm tôi. Pháp Sư nói, sau khi đại lục trải qua đại cách mạng văn hóa, kinh sách và tượng Phật của Phật giáo hầu như đều bị hủy diệt. Pháp Sư biết tôi ở Đài Loan có một ủy hội Phật Đà giáo dục, là nơi tiếp nhận tứ chúng cúng dường, tiếp nhận tiền của tứ chúng chuyên môn để in, để ấn tống kinh sách biếu tặng cho toàn thế giới. Chúng tôi đã làm được rất có thành tựu, đó cũng là do tứ chúng đồng tu hộ trì, nên tiền tài cuồn cuộn không ngừng mà đến. Thì chúng tôi ấn tống kinh sách càng nhiều. Pháp Sư Hoàng Quân nói với tôi, thầy có thể biếu tặng một số kinh sách cho đại lục Trung Quốc được không? Tôi nói, biếu tặng bằng cách nào? Pháp Sư nói, có phương pháp. Tôi nói, có phương pháp gì? Pháp Sư nói, Pháp Sư có mối quan hệ rất thân thiết với lão cư sĩ Triệu Phát Sơ, có thể nhờ Triệu lão cư sĩ phê chuẩn công văn. Tôi nói, như vậy thì được, đó là chính thức ấn tống kinh sách biếu tặng cho đại lục Trung Quốc. Tôi hỏi Pháp Sư cần bao nhiêu. Pháp Sư nói, càng nhiều càng tốt. Từ đó về sau thì tôi đem tiền trong quỹ hội in kinh sách, bất luận là in kinh sách gì, nhất định là chia 2/1, gửi phần nữa cho Pháp Sư Hoàng Quân để biếu tặng cho đại lục Trung Quốc. Cho nên bắt đầu từ năm 1984 đã gửi biếu tặng cho nội địa rất nhiều kinh sách. Chỉ riêng gửi Đại Tạng Kinh cho đến bây giờ đã biếu tặng khoảng 1.700 bộ Đại Tạng Kinh, chưa tính đến những kinh sách khác, đã biếu tặng 1.700 bộ Đại Tạng Kinh. Gần đây lại có những vị đồng tu phát tâm in Đại Tạng Kinh. Đến tháng 9 thì có 1.000 bộ Đại Tạng Kinh là Long Tạng. Chúng tôi sẽ biếu tặng cho đại lục Trung Quốc 600 bộ. Ngoài ra, tôi sẽ tặng 100 bộ cho khu vực ở Hồng Kông này. Đạo tràng của chúng ta ở đây, hy vọng cũng có thể được một bộ, được tặng một bộ. Còn 300 bộ khác thì biếu tặng cho hải ngoại, địa phương, quốc gia khác. Đến tháng 9 sang năm, chúng tôi lại có 3.000 bộ. Bây giờ đã bắt đầu in rồi. Đến tháng 9 sang năm thì chúng tôi có 3.000 bộ. Chúng tôi muốn biếu tặng cho đại lục Trung Quốc 2.000 bộ. Hy vọng những ngôi tự viện ở nội địa đều có một bộ Đại Tăng Kinh. Cho nên Phật Pháp đích thật là thù thắng, nhưng không có người giảng giải, không có người giới thiệu. Đức Thế Tôn tại trong kinh có nói, Phật Pháp không người nói, có trí không giảng giải. Phật Pháp hay như vậy mà không có người giới thiệu. Chúng tôi cũng rất là may mắn gặp được giáo sư Phương Đông Mỹ, thầy đem Phật Pháp giới thiệu cho tôi. Tôi ở Đài Loan gặp được hai vị thiện tri thức. Tôi vừa tiếp xúc Phật Pháp thì được Đại sư Chương Gia chỉ dạy. Tôi theo Ngài học 3 năm. Ngài là vị đại đức của Mật Tông.
Ngài thông tông thông giáo, hiển mật viên dung. Bậc thiện tri thức như vậy không dễ gì gặp được. Sau khi đại sư Trương Gia viên tịch thì tôi mới theo lão cư sĩ Lý Bỉnh Nam. Tôi theo ngài hà học 10 năm, học kinh giáo, học Phật và học Nho. Cho nên tôi mới biết được môn Phật Pháp này rất hay. Trước tiên tôi học Phật Pháp, sau đó thì xuất gia. Vì sao tôi phải xuất gia? Thật ra thầy Lý, ngài không thích tôi xuất gia. Là nguyên nhân gì? Là cái nguyên nhân cũng như bạn nói không khác. Vừa xuất gia thì ở trong tự viện đạo tràng phải làm kinh sám Phật sự, pháp hội. Ngài sợ tôi đọa vào trong đó thì không có cơ hội tiếp tục nghiên cứu kinh giáo. Cho nên tôi xuất gia cũng là sự chỉ dạy, là chịu sự chỉ dạy của đại sư chuyên gia, là đại sư chuyên gia bảo tôi đi xuất gia. Lúc đó tôi cũng muốn chọn một nghề nghiệp cho đời mình, thì ngài bảo tôi chọn cái nghề này, tức là đi xuất gia. Ngài nói với tôi, con không nên đi tìm thầy Thế Độ, không nên đi tìm đạo tràng để xuất gia. Thì tôi hỏi con phải đi đâu xuất gia? Ngài nói con phải cầu Phật Bồ Tát, cầu cảm ứng. Ngài lại nói, nếu con đi tìm thầy Thế Độ nhưng vị thầy đó không nhận lời thì con phải làm sao? Thì con sẽ sanh phiền não. Ngài nói rất là đúng. Nếu bạn đi tìm đạo tràng để xuất gia, nhưng trong đạo tràng đó làm kinh sám Phật sự, mỗi ngày bảo bạn phải làm kinh sám Phật sự, thì bạn phải làm sao đây? Nghĩ lại rất là đúng. Vậy thì phải làm thế nào? Phải cầu Phật Bồ Tát, cầu cảm ứng. Vậy thì đúng rồi. Cho nên về sau có ngôi chùa vị hòa thượng trụ trì đến tìm tôi để mời tôi xuất gia. Trong vòng một tháng mấy, khoảng một tháng rưỡi, không tới hai tháng, vị hòa thượng đó sai người đến tìm tôi 9 lần. Tôi thấy vị hòa thượng rất thành khẩn, cho nên tôi nhận lời xuất gia. Nhưng phải có điều kiện. Là điều kiện gì? Tức là tôi không làm kinh sám Phật sự, không làm pháp hội. Sau khi tôi xuất gia phải để cho tôi tiếp tục nghiên cứu kinh giáo. Vì lúc đó tôi đang nghiên cứu kinh giáo, tôi không thể rời khỏi thầy Lý. Vì sự tu học chưa thành công, tôi nói mỗi tháng tôi phải đến Đài Trung, ở đó tu học một tuần. Thường trụ phải mua vé xe cho tôi để tôi đến Đài Trung tu học, bởi vì tôi không có tiền. Vị hòa thượng đó đã đồng ý thì tôi mới xuất gia. Cho nên tôi xuất gia là có điều kiện, chứ không phải không có điều kiện. Sau khi tôi xuất gia, dĩ nhiên là tôi phải buông bỏ hết những công việc của thế gian để chuyên tâm tu học Phật Pháp. Nếu còn có công việc của thế gian thì sự tiến bộ rất chậm. Cho nên lúc đó thầy Lý hỏi tôi, vì sao ông phải xuất gia? Thì tôi đem chuyện này nói cho thầy nghe. Thì thầy mỉm cười nói, ông nói vị hòa thượng đã tìm ông 9 lần phải không? Tôi nói phải. Vì thấy vị hòa thượng thành tâm thành ý nên con nói có điều kiện, thì hòa thượng cũng chấp nhận. Con mới buông bỏ hết công việc của thế gian để xuất gia. Nếu con ở đây tu học 1 năm thì bằng 5 năm. Bởi vì lúc đó thầy Lý ở Đài Trung đã giảng dạy 10 năm, tức là đã giảng kinh thuyết pháp hết 10 năm. Tôi nói chỉ cần con tu học 2 năm thì theo kịp, thì con có thể theo kịp các bạn đồng học. Vì vậy thầy Lý cũng rất đồng ý. Đó là thật đấy. Bây giờ những người thật sự phát tâm xuất gia đích thật là gặp phải rất nhiều khó khăn. Nhưng tôi có thể dạy cho bạn cũng như đại sư chuyên gia dạy cho tôi vậy, là cầu cảm ứng. Phải cầu cảm ứng. Nếu bạn thật sự phát tâm thì Phật Bồ Tát chắc chắn gia trì cho bạn. Bạn sẽ gặp được bậc thiện tri thức rất tốt, sẽ gặp được ngoại duyên rất tốt, có thể giúp cho bạn được thành tựu. Tiếp theo là có vị đồng tu. Đây là vị đồng tu xuất gia hỏi, sau khi thọ giới không có đạo tràng
Bởi vì chùa Phi Lai thuộc huyện Thanh Viễn, tỉnh Quảng Đông đã bị nước lụt cuốn đi, cho đến bây giờ cũng không có đạo tràng. Con đi khắp nơi ở tạm chùa của người khác để tu hành, nhưng tâm không định, khó mà thành công. Xin sư phụ từ bi giới thiệu đạo tràng nào chuyên tu tịnh độ để con đến đó tu hành. Tốt nhất là đạo tràng nào mà con có thể thân cận được sư phụ. Hy vọng Phật lực gia trì, Phật lực sẽ gia trì cho bạn. Tôi sẽ giới thiệu cho bạn một ngôi đạo tràng. Hiện nay ở Trung Quốc có hai ngôi đạo tràng chuyên tu tịnh độ. Một ngôi đạo tràng ở Đông Bắc gọi là Bá Quốc Hưng Long Tự, thuộc huyện Trường Xuân, tỉnh Cát Lâm, do Pháp Sư Trường Huệ làm trụ trì. Tuy tôi chưa có đi qua, nhưng tôi biết đạo tràng đó. Ngôi đạo tràng thứ hai là ở núi Đông Thiên Mục, thuộc huyện Hàng Châu, tỉnh Chiết Giang. Hai ngôi đạo tràng này chuyên tu tịnh độ. Và lại đạo tràng ở núi Đông Thiên Mục mỗi ngày có phát thanh dĩa CD giảng kinh thuyết pháp của chúng tôi, cho nên mỗi ngày đều có nghe giảng kinh và có niệm Phật. Nghe nói bây giờ ở trên núi Đông Thiên Mục có gần 2.000 người cộng tu, thật là vô cùng hiếm có. Lại có vị đồng tu hỏi, những người mang bệnh tâm thần, trong tâm của họ không được tỉnh táo, nên không thể tập trung tinh thần niệm Phật đọc kinh. Trong cái tình trạng này, có phương pháp gì khiến cho họ được tỉnh táo hay không? Có người thì nói phải cầu thần bà phù hộ, có nên làm như vậy hay không? Người bệnh có lúc sanh ra ảo giác, lẩm bẩm nói một mình, bỗng dưng phát cười, động tác rất là kỳ lạ. Người mang bệnh này thật là đáng thương, hầu như đâu đâu cũng có. Ở Trung Quốc hay ngoại quốc, chúng tôi đi đến nơi nào cũng đều gặp được. Đó là nghiệp chướng sâu nặng. Phàm là những người mang bệnh này, theo cổ đức thường nói cho chúng ta biết, căn nguyên của bệnh này có ba đại loại. Loại thứ nhất là bạn không chú ý đến việc ăn uống, gọi là bệnh từ miệng vào. Bạn ăn uống không cẩn thận, không đúng cách, từ trên việc ăn uống mà mang bệnh thì gọi là bệnh sinh lý. Người mang bệnh này thì dễ chữa trị, gặp được thầy thuốc giỏi thì mau lành bệnh. Loại thứ hai là oan nghiệp, tức là oan gia đối đầu, bị hồn ma nhập vào thân, tự bạn không làm chủ được. Tâm của bạn hoàn toàn bị hồn ma khống chế. Người mang bệnh này rất nhiều, cũng rất đáng thương. Loại căn bệnh này thầy thuốc, bác sĩ cũng vô phương chữa trị, vì họ không phải là bệnh sinh lý. Trong bệnh tâm thần rất nhiều là thuộc về một loại này. Muốn chữa trị loại bệnh này thì phải điều giải, tức là phải điều giải với quan gia trái chủ của họ. Nếu quan gia trái chủ của họ đồng ý, hồn ma liền rời khỏi, thì bệnh của họ cũng hết. Vào đời nhà Đường có quốc sư Ngộ Đạt, trên đầu gối của ngài sanh ra một ghẻ mặt người, đó cũng là thuộc loại bệnh này. Nhờ có tôn giả Ca Nạc Ca đến giúp ngài điều giải. Trong quyển Từ Bi Tam Muội Thủy Sám có nói rất rõ ràng, sự điều giải họ đã đồng ý, hồn ma liền rời khỏi thì ngài hết bệnh. Tự mình phải dùng tâm chân thành thì có tu tức công đức hồi hướng cho họ thì mới giải quyết được. Loại thứ ba là bệnh nghiệp chướng của mình, hoặc là trong đời quá khứ của mình, hoặc là trong đời này đã tạo rất nhiều ác nghiệp. Cái căn bệnh này rất khó trị nhất, cũng không phải là bệnh sinh lý, cũng không phải là quan nghiệp, cho nên thầy thuốc bác sĩ cũng chữa trị không được, cũng không thể điều giải. Nhưng chỉ có một cách là sám hối, phải thật sự sám hối, sám trừ nghiệp chướng,
thì bạn mới có thể khôi phục lại bình thường. Cho nên như cái bệnh tâm thần này thì có hai phương pháp để chữa trị. Một là phương pháp, một là dùng phương pháp điều giải, hai là dùng phương pháp sám hối nghiệp trướng. Nhưng họ bị hồn ma khống chế, tâm của họ không tỉnh tháo, thì tự họ làm sao biết sám hối? Tự mình mà không biết sám hối thì người khác chẳng có cách nào giúp họ được. Điều này rất là khó khăn. Cho nên bước đầu tiên là phải điều giải, xem họ có phải là bị hồn ma nhập vào thân hay không. Trước tiên phải điều giải, khiến cho hồn ma rời khỏi thân thể, sau đó lại dạy cho họ sám hối nghiệp trướng, thì mới có thể khôi phục lại bình thường. Nếu không thì rất khó. Nếu đưa họ đến bệnh viện tâm thần thì không còn có cách nào để giúp cho họ. Ở ngoại quốc, cái tình trạng này rất nhiều. Có người đã học Phật nhiều năm biến thành bệnh tâm thần, đưa đến bệnh viện tâm thần vô cùng đáng tiếc. Có số thân nhân quyến thuộc của họ đến gặp tôi. Tôi hỏi họ, người mắc bệnh tâm thần có phải là ưa thích thần thông phải không? Họ nói là phải. Người mắc bệnh tâm thần có phải là ưa thích cảm ứng phải không? Là phải. Ưa thích thần thông, ưa thích cảm ứng là môi giới, rất dễ gặp phải phiền phức. Người nào không tin chánh pháp, không đọc kinh Phật, không thọ trì chánh pháp, ưa thích thần thông, ưa thích cảm ứng, rất dễ bị đọa lạc. Nếu bạn thật sự tuân theo lời dạy trong kinh Phật, lại có thầy tốt chỉ dạy cho bạn, thì không bao giờ xảy ra chuyện này. Chúng ta phải hiểu rõ điều này. Đây cũng là một vị xuất gia hỏi, xin thỉnh sư phụ giảng 10 giới sa di và 24 phép oai nghi cho các đồng học xuất gia. Câu hỏi này giống như câu hỏi phía trước. Giảng giới luật thì rất khó. Hiện nay những người đã xuất gia, cho dù là người tu hành rất giỏi, họ cũng không muốn giảng giới luật. Còn những vị đại đức tại gia, họ cũng không muốn giảng lễ nghi. Năm xưa thầy Lý ở Đài Trung dạy học, tôi có thỉnh ngài giảng bộ lễ ký, là giảng cho các đồng học chúng tôi học bộ lễ ký. Tôi đã thỉnh ngài 8-9 lần thì ngài mới mỉm cưỡng nhận lời. Ngài đã giảng cho chúng tôi mấy bài. Bộ lễ ký có 49 bài. Vì sao ngài không tiếp tục giảng? Là vì bạn làm không được. Giảng để làm gì? Bộ sa di luật nghi này, bất luận là lý luận hay là hành vi, mà bạn thật sự y theo thực hành thì hữu dụng. Nếu bạn không y theo thực hành thì là vô dụng. 10 giới sa di và 24 phép oai nghi là quy tắc tu học thấp nhất của người xuất gia. Tức là nói bạn phải nhất định thực hành được. Nếu bạn không thực hành được thì không phải là người xuất gia. Nói là nói như vậy, nhưng thật sự thực hành thì là quá khó, quá khó. Nếu bạn giảng giới luật thì sẽ đắc tội với người ta. Bạn giảng giới luật tức là mỗi ngày mắng người ta. Ai mà muốn nghe mỗi ngày bị bạn mắng? Cho nên người xuất gia không muốn giảng giới luật. Pháp sư giảng kinh thì rất nhiều, còn pháp sư giảng giới luật thì không có. Pháp sư mà giảng giới luật, theo tôi nghĩ có lẽ thính chúng đều không thích pháp sư. Đây là sự thật. Nhưng giới luật rất là quan trọng. Vì sao lễ nghi và giới luật khó học như vậy? Vì bạn không có nền tảng. Vì bạn đã lơ là nền tảng giáo dục. Vào thời xưa vì sao học lễ nghi và giới luật không khó? Những người tại gia và xuất gia,
Họ đều học rất dễ vì cổ nhân đã được dạy từ thở nhỏ. Dạy cái gì? Như hiện nay chúng tôi thường hay đề xướng học Đệ Tử Quy. Hiện nay chúng tôi ở Úc Châu đã thành lập một ngôi Tịnh Tông Học Viện. Chúng tôi quy định thời gian 2 năm phải thực hành tất cả từng chữ từng câu trong Đệ Tử Quy. Thì đã có nền tảng này thì bạn mới có thể học Sa Di Lục Nghi, thì không thành vấn đề. Lúc đó bạn sẽ rất thích học. Tại vì sao? Vì bạn đã thực hành được. Nếu bạn không có cái nền tảng này thì bạn sẽ không thích học giới luật. Tại vì sao? Vì bạn không thực hành được điều nào cả. Nếu không có lễ thì không có nho. Lễ tức là lời dạy của Khổng Tử và Mạnh Tử không còn nữa. Nếu không có giới thì không có Phật, tức là chỉ còn có Phật học. Học Phật thì không còn nữa. Cho nên nếu muốn cho nho phục hưng trở lại và Phật phục hưng trở lại, không có gì khác, đầu tiên là phải học tập Đệ Tử Quy. Vẫn phải y theo lời dạy của cổ nhân. Nếu bạn không từ chỗ này mà thực hành thì tuyệt đối không thể thành tựu. Cho nên hiện nay chúng tôi in quyển Đệ Tử Quy thành một tập nhỏ, có thể để trong túi, thường ngày coi như học tập giới luật. Bạn phải thật sự phát tâm, thật sự trong 1-2 năm, sau đó bạn mới tu học 10 giới Sa Di và 24 phép Oai Nghi thì không khó. Lúc đó tôi tin rằng chư Phật Bồ Tát không còn rơi nước mắt nữa, mà là sẽ cười. Chúng ta nhất định phải thật sự làm, phải thật sự thực hành. Từ chỗ này mà hạ thủ công phu, nó có thể giúp cho bạn được vãng sanh, nhân giới được định, nhân định khai huệ. Và lại khi bạn thật sự làm được thì bạn thật sự đang tích công lũy đức. Bạn làm cho người khác xem. Khi người khác nhìn thấy bạn thì sẽ hướng theo bạn mà học tập. Họ có thể làm được, ta cũng có thể làm được. Cho nên phải dạy người khác làm thế nào. Trước tiên tự mình thật sự đã làm được, tức là dạy cho người khác, rất tự nhiên làm ảnh hưởng cho tất cả mọi người. Điều này rất là quan trọng. Đoạn ác tu thiện, tích công lũy đức. Trồng thiện nhân nhất định được thiện quả, tạo ác nghiệp thì nhất định chịu ác báo. Nhân duyên quả báo không sai chút nào. Trong kinh Phật, trong Phật Pháp nói nhân quả thông ba đời. Có lúc thì báo trong đời này, có lúc thì báo trong đời sau, có lúc thì báo trong kiếp sau, không phải không báo. Chúng tôi hy vọng chư vị đồng tu đối với Đệ Tử Quy phải thật sự hết lòng mà học tập, nhất định là có sự lợi ích. Nhất định là có sự lợi ích. Đây có vị đồng tu hỏi, trong kinh Địa Tạng là nói nhân quả báo ứng. Hiện nay con người tạo ác thì nhiều, đều đọa xuống địa ngục, thì con người càng ngày càng ít mới phải. Vì sao con người lại càng ngày càng nhiều? Cái vấn đề này bạn không nên gấp. Trong tương lai con người sẽ thật sự càng ngày càng ít. Mấy năm về trước, tôi có xem qua một quyển sách của nhà tiên tri Nostradamus của Pháp. Tựa đề quyển sách gọi là Chư Thế Kỷ, đã phiên dịch thành Trung Văn. Trong quyển sách này có nói đến
cái thế giới này sẽ có tai nạn rất nghiêm trọng, và lại lời tiên tri của ông ta nói cái tai nạn này sẽ xảy ra vào năm 1999 và năm 2000. Trong thời gian này sẽ xảy ra tai nạn rất nghiêm trọng, là nói dân số sống trên địa cầu này có lẽ sẽ chết gần hết, chỉ còn chừa lại dân số khoảng chừng đại thất. Có người nói con số đại thất là tức là 7 ức. Hiện nay chúng tôi biết được dân số trên thế giới có khoảng gần 70 ức người, hay nói cách khác tức là trong 10 người chỉ còn lại một người. Lại có người nói con số đại thất này không phải là 7 ức mà là 70 triệu. Nếu là 70 triệu thì trong 100 người chỉ còn lại một người. Cho nên lúc đó những người còn lại thì người sống sẽ hâm mộ người đã chết. Như vậy thì quá thê thảm. Thế nhưng năm 1999 đã qua rồi, năm 2000 cũng đã qua rồi. Lúc bấy giờ tôi đang ở Tân Gia Ba. Ở Tân Gia Ba có một vị viện trưởng của Thiên Chúa Giáo Giáo Thần Học Viện. Ông ta cảm thấy rất kỳ lạ. Ông ta nói trong 2 năm này nhất định là có tai nạn, vì sao lại không có? Ông ta nêu ra một vấn đề này. Thì tôi liền đoán ra, tôi nói trong 2 năm này đích thật là có tai nạn. Vì sao lại không có? Bởi vì số người trên toàn thế giới đều đã xem qua lời tiên tri này, đều biết được trong 2 năm này sẽ có tai nạn, thì hết thảy tất cả tín đồ tôn giáo trên toàn thế giới đều trong giai đoạn này, tất cả mọi người đều thành tâm thành ý cầu nguyện. Cái lực lượng này rất lớn, sức cầu nguyện này sẽ có thể hóa giải được tai nạn. Có nghĩa là đem cái tai nạn này kéo chậm lại. Tôi tin rằng giải đáp của tôi ông ta có thể vừa ý. Tuy 2 năm này đã trôi qua, nhưng lòng người hiện nay lại thay đổi càng tệ hại. Còn nói lời tiên tri đó là giả, không nên tin. Vì vậy họ tạo ác nghiệp càng lúc càng nhiều. Nếu tai nạn này lại đến, e sợ còn tàn khốc hơn như lời tiên tri đã nói. Cũng có thể xảy ra, có lẽ còn đáng sợ hơn. Cho nên hiện nay trên thế giới đều tìm biện pháp để hóa giải xung đột, làm thế nào để xúc tiến an định hòa bình. Chỉ cần có cơ hội như vậy thì tôi tuyệt đối không bỏ qua. Tôi sẽ đem sức lực của mình làm thế nào hóa giải xung đột. Cho nên tôi cũng đã tham gia những buổi tọa đàm với các chuyên gia học giả. Hội nghị hòa bình tại Liên Hiệp Quốc, tôi có đến tham dự để lắng nghe họ nói những gì, có thể giải quyết được vấn đề hay không. Theo tôi nghĩ không thể giải quyết được vấn đề, bởi vì cái vấn đề này tuyệt đối không phải là chỉ có mấy chục người ở trong nhà mà thảo luận nghiên cứu. Thảo luận nghiên cứu thì quá giải được xung đột thì thế giới sẽ hòa bình. Không thể có chuyện như vậy. Cho nên tôi vừa đề nghị, cho nên tôi liền đề nghị với họ, thật sự muốn thực hiện cái vấn đề này phải nhờ vào nền giáo dục. Cái gì gọi là giáo dục? Vào năm đầu dân quốc, đại sư Ấn Quang, đây là vị cao tăng của thế kỷ trước, ngài đã nhìn thấy. Chúng ta không thể không bội phục trí huệ của tổ sư và nhãn quan của tổ sư. Ngài nhìn thấy rất rõ ràng. Ngài là một đời tổ sư của Tịnh Độ Tông, là một đời cao tăng. Suốt đời Ngài đã giảng, đã hoằng dương. Dĩ nhiên là cũng giảng kinh Phật, nhưng giảng rất ít.
không phải toàn tâm toàn lực, mà là Ngài toàn tâm toàn lực hoằng dương liễu phàm tứ huấn, thái thượng cảm ứng thiên và an sĩ toàn thơ. Và năm 1977, tôi lần đầu tiên đến Hồng Kông giảng kinh, ở tạm trong đạo tràng của lão pháp sư Đạm Hư, tức là thư viện Phật giáo Trung Hoa ở đường Giới Hạn Cửu Long. Lúc đó tôi đến đó, lão pháp sư đã vãng sanh rồi. Người phụ trách trong thư viện là pháp sư Sướng Hoài. Từ đó, từ lúc đó thì chúng tôi quen biết với nhau. Chúng tôi lại quen được một vị bạn tốt. Sướng Hoài là một vị pháp sư rất tốt. Tôi ở trong thư viện nhìn thấy Hoằng Hoa Xã xuất bản rất nhiều kinh sách. Bởi vì mối quan hệ của chúng tôi và Tổ Ấn Quang vô cùng mật thiết. Thầy tôi là học trò của Tổ Ấn Quang. Chúng tôi xưng Ngài là Tổ Sư. Người thông thường gọi là sư ông. Mối quan hệ của chúng tôi mật thiết như vậy, cũng là trực tiếp truyền thừa. Cho nên Tổ Ấn Quang, Ngài Ấn Tống lưu thông số kinh Phật và sách hiện, thì tôi đặc biệt chú ý. Ngài in kinh sách rất tốt, rất ít chữ sai, bản in rất tốt. Đây là đời cận đại Ấn Tống lưu thông có số kinh Phật và sách thiện. Tôi có xem trang bản quyền, Ngài đã in ba bộ sách này mười mấy bản, mỗi một bản ít nhất cũng in 50.000 cuốn, nhiều đến 100.000 cuốn. Nếu tôi tính sơ được, Ngài in ba bộ sách này vào thời đại đó, số lượng in hơn 3 triệu cuốn, làm cho tôi rất kinh ngạc. Trong tất cả kinh Phật, Ngài đã in số lượng kinh Phật và kinh luận nhiều nhất là 10.000 cuốn. Thế mà Ngài lại in ba bộ sách này hơn 3 triệu cuốn, nghĩa là thế nào? Bộ Điểu Phàm Tứ Huấn không phải là kinh Phật, cũng kể là sách của nhà Nho. Bộ Cảm Ứng Thiên và nửa phần trước, Văn Xương Đế Quân Âm Chất Văn, trong bộ An Sĩ Đoàn Thơ là sách của đạo giáo. Cho nên tôi nói Tổ Ấn Quang Hoằng Dương Văn Hóa Đa Nguyên không phải là chỉ một tôn quán, một tôn giáo. Ngài đem ba nhà Nho Thích Đạo hợp chung lại với nhau, khiến cho tôi suy nghĩ rất nhiều, rất lâu, thì tôi mới hiểu rõ có lẽ những tai nạn của trong thế giới này vô cùng nghiêm trọng. Nếu dùng Nho và Phật để cứu thế gian này thì không kịp. Tại vì sao? Vì nhất định phải hiểu rõ đạo lý của Nho và Phật thì bạn mới có thể hồi tâm chuyển ý, thì bạn mới chịu hoàn toàn sửa lỗi. Nhưng muốn tu học Nho và Phật thì phải mất thời gian từ 10 năm đến 20 năm thì mới có hiệu quả. Cho nên cái biện pháp tốt nhất là giảng về nhân quả. Ba bộ sách này là sự giáo dục của nhân quả. Vào thời kỳ mạt pháp, Tổ Ấn Quang đề xướng sự giáo dục nhân quả để cứu người thế gian. Thật là rất đúng. Nếu con người biết được nhân quả báo ứng, khi họ khởi tâm động niệm đều biết kiềm chế thì không dám làm việc xấu. Cho nên Ngài cực lực đề xướng ba bộ sách này. Chúng tôi đã hiểu được cái ý của Ngài. Nhưng hiện nay người thế gian càng ngày càng không tin nhân quả. Vì khoa học kỹ thuật đã phát triển, người hiện nay tin khoa học. Bây giờ ở Trung Quốc, Cơ Đốc giáo và Thiên Chúa giáo rất thịnh hành. Ở ngoại quốc thì không thịnh hành. Người Trung Quốc tin tưởng, người ngoại quốc không tin tưởng. Thậm chí người ngoại quốc còn nói Thượng Đế đã chết rồi. Khoa học là hay nhất. Bạn xem, con người có thể đến mặt trăng, có thể đến những tinh độc cầu khác. Con người không còn tin Thượng Đế nữa. Cái chuyện này thật là phiền phức. Nếu con người thật sự đi theo cái phương hướng này, tức là những tôn giáo ngoại quốc đã nói, đến sau cùng là Ngài Thế Giới Tận Thế. Ngài Tận Thế tức là toàn cả thế giới bị hủy diệt hết. Như lời của nhà tiên tri Nosinamet đã nói đúng,
Cho nên rất là đáng sợ. Chúng ta muốn cứu vạn thế giới phải dùng phương pháp gì? Tức là phải dùng phương pháp của Tổ Ấn Quang Dạy. Nhưng bây giờ chúng ta không cần in ba bộ sách đó, vì trên toàn thế giới có 70 ức người. Bạn có thể in được 70 ức cuốn cho mỗi một người một cuốn hay không? Dù họ có nhận được cũng chưa chắc họ xem. Ba bộ sách này tuy là phần cổ văn rất cạn cợt, nhưng người hiện nay xem cũng không hiểu. Cho nên mấy năm gần đây tôi đề xướng tốt nhất là đem nó làm thành phim tập, từ đài truyền hình đem nó chiếu ra để chỉ dạy cho mọi người, dùng cái phương pháp này để giáo dục thì liền có người hưởng ứng. Sự hưởng ứng nhất tốt nhất là ở Mã Lai Á, họ đem bộ Liễu Phàm Tứ Huấn đóng thành phim tập gồm 2 tập. Đoạn phim này không dài lắm, chỉ có 2 tiếng, 2 dĩa. Tôi đã xem qua, họ đóng cũng khá, tôi rất là khen ngợi. Bộ phim thứ hai là do nhóm diễn viên của Trần Hiểu Húc ở Bắc Kinh phát tâm đóng thành 4 tập, 4 dĩa. Tài liệu cốt truyện thì nhiều hơn một tí, nhưng muốn đài truyền hình phát ra thì tôi nghe nói ít nhất phải có 20 tập. Bộ phim phải có 20 tập trở lên thì đài truyền hình mới tiếp nhận phát ra. Ít nhất không thể ít dưới 16 tập. Nếu ít hơn 16 tập thì đài truyền hình không tiếp nhận. Vì lý do đó nên tôi lần này đến Bắc Kinh để làm gì? Tức là muốn thực hiện bộ phim này. Tôi đi tìm ông Du Bản Sương. Ông Du Bản Sương đã từng đóng vai Tế Công. Tôi quen biết với ông ta. Trước khi ông ta có đến Tân Gia Ba tìm tôi cũng đã từng giúp cho ông ta. Bộ phim thứ hai, Tế Công Du Ký của ông ta, tôi cũng đã có giúp cho ông ta. Chúng tôi có mối quan hệ là bạn bè, cho nên tôi mới đem cách nghĩ, cách nhìn của tôi trình bày cho ông ta. Hy vọng ta thực hiện dùm bộ phim Liễu Phàm Tứ Huấn 20 tập. Trước kia ông ta làm 1 tập giá khoảng 300.000 tiền nhân dân. Nếu làm 20 tập thì 6 triệu tiền nhân dân. Tôi nói 6 triệu không thành vấn đề, nhưng tôi yêu cầu ông ta, ông làm bộ phim này cho chúng tôi phải đạt đến tiêu chuẩn của quốc tế. Nếu ông làm tiêu chuẩn của quốc nội thì không được, phải làm tiêu chuẩn của quốc tế thì mới được. Khi chiếu ra cho mọi người xem đều ưa thích, tiền vốn cao cũng không thành vấn đề. Tôi nói tiền vốn có thể lên cao, tìm những diễn viên rất giỏi. Theo chúng tôi ước tính khoảng 10 triệu tiền nhân dân. Ông hãy thực hiện dùm bộ phim này cho chúng tôi. Về sau, ông ta đã viết 2 lần đại cương của kịch bản. Tôi xem rồi, nhưng không vừa ý. Tôi nói không được, gỡ trở lại cho ông ta. Sau cùng thì tôi dạy cho ông ta, làm bộ phim này nhất định là chuyện thật của viên Liễu Phàm tiên sinh. Cho nên tôi bảo với ông ta, ông phải đi đến huyện Gia Thiện, vì Liễu Phàm tiên sinh là người Gia Thiện. Con cháu đời sau của tiên sinh hãy còn, gọi là Viên Bỉnh Khôn, năm nay 80 mấy tuổi, đã cùng với tôi liên lạc bằng điện thoại và thư từ, nhưng chưa có gặp mặt. Tôi nói ông hãy đi tìm ông Viên Bỉnh Khôn. Ông Viên Bỉnh Khôn nhất định sẽ đem chuyện sự tích của tổ tông trình bày cho ông để làm tham khảo. Ông ta liền đi đến huyện Gia Thiện và cũng đi đến phần mộ của Liễu Phàm tiên sinh lễ lại. Tôi nói ông phải chụp hình phần mộ của Liễu Phàm tiên sinh trình bày ra. Đây là chuyện có thật. Ông nói rõ Viên Liễu Phàm bị Khổng tiên sinh đoán định số mạng như thế nào, rồi gặp được thiền sư Vân Cốc dạy ông cải tạo vận mạng như thế nào, tạo thiện nhân được thiện quả. Liễu Phàm tiên sinh đã làm cho chúng ta xem, cho nên bây giờ ông ta rất có lòng tin. Sau khi ông ta đến huyện Gia Thiện lại muốn đến huyện Bảo Đễ, bởi vì Liễu Phàm tiên sinh đã làm qua truy huyện của huyện Bảo Đễ, trong huyện nhất định là vẫn còn có ghi chép tài liệu của Liễu Phàm tiên sinh. Ông ta tìm những tài liệu đó rồi viết thành kịch bản,
Hiện nay nhóm diễn viên đó đối với bộ phim này rất là nhiệt tâm. Tôi nói như vậy thì rất tốt. Về mặt tài chính, tôi sẽ hoàn toàn ủng hộ cho quý vị. Sau khi thực hiện xong bộ phim này, tôi nói chúng tôi sẽ tiếp tục làm bộ phim thứ hai, đó là Thái Thượng Lão Cảm Ứng Thiên. Thái Thượng Cảm Ứng Thiên thì dễ làm hơn, vì bên trong nói rất nhiều sự tích. Bộ phim Cảm Ứng Thiên làm 30 tập, bộ phim thứ ba là An Sĩ Thoàn Thơ, ba làm 30 tập, tổng cộng phải làm 80 tập, số tiền chi ra rất lớn. Tôi sẽ hoàn toàn ủng hộ cho ông. Ông cứ yên tâm mà thực hiện làm dùm cho chúng tôi, phải đạt đến tiêu chuẩn của quốc tế. Chúng ta dùng tiếng quan thoại, trang phục cổ xưa để diễn xuất. Sau khi làm xong, cũng như chúng ta xem điện ảnh ngoại quốc vậy, phía trước có phụ đề Trung Văn, ở ngoại quốc thì phụ đề bằng chữ ngoại quốc, phụ đề chữ Anh, phụ đề chữ Tây Ban Nha, phụ đề chữ Ai Cập. Truyền hình chúng ta sẽ phát ra trên toàn thế giới. Đó là nguyện vọng của Đại sư Ấn Quang. Hy vọng sự giáo dục nhân quả có thể dạy cho mọi người trên toàn thế giới, thì thế giới này mới được cứu. Cái việc này phải làm ngay, phải gấp rút làm cho được, không thể trễ. Nếu trễ 5 năm thì sợ thế giới này không còn nữa. Phải làm ngay. Lần này tôi đến Bắc Kinh là làm việc này. Chúng tôi đã hội họp 3 lần cùng với cư sĩ Du Bản Sương. Chúng tôi khích lệ ông ta, dạy cho ông ta phải làm bằng cách nào. Nếu như không làm thì như câu hỏi của bạn có nói, hiện nay con người tạo ác thì nhiều. Còn kinh Địa Tạng thì nói, chúng sanh trong diêm phù đề khởi tâm động niệm đều là tạo tội, đều là tạo nghiệp, nhất định sẽ đọa xuống địa ngục. Câu hỏi thứ hai, tu pháp môn tịnh độ có nhiều cách niệm Phật, có niệm mau và niệm chậm, có niệm 4 chữ và niệm 6 chữ, vừa đi vừa niệm hoặc là ngồi niệm, vân vân. Bất luận là niệm như thế nào, các thầy truyền dạy khác nhau, bên trong có phân biệt tà chánh hay không? Là có phân biệt tà chánh. Chúng ta theo trong kinh chỉ dạy là chánh, nếu trái với trong kinh chỉ dạy là tà. Tiêu chuẩn của tà chánh là trong kinh điển. Quý vị nhất định phải ghi nhớ điều này, tức là trong tứ y pháp có nói y pháp bất y nhân. Nếu y nhân bất y pháp là đi sai đường thì gọi là tà. Chúng ta không y nhân, chúng ta phải y pháp thì tuyệt đối đúng pháp. Y theo một bộ kinh điển, suốt đời tu học cũng không thay đổi. Từ xưa đến nay có rất nhiều vị tổ sư đại đức suốt đời chuyên giảng chuyên tu kinh Vô Lượng Thọ, hoặc là chuyên giảng chuyên tu kinh A Di Đà. Điều này rất hay. Khi giảng lâu rồi thì họ thuộc lòng, họ đã thuộc hết cảnh giới Tây Phương. Khi họ khởi tâm động niệm đều là cảnh giới của Tây Phương Cực Lạc thế giới, thì không có lý nào mà không được vãng sanh, nhất định là được sanh về tịnh độ. Còn như cách niệm Phật, niệm 4 chữ cũng được, niệm 6 chữ cũng được. Cách niệm không có nhất định, chỉ cần tự mình ưa thích niệm, không sanh phiền não. Điều này mới là quan trọng. Tự mình niệm được rất thơ thới, tự tại, vừa đi vừa niệm cũng được, ngồi niệm cũng được, đứng niệm cũng được. Tổ sư Ấn Quang dạy cho chúng ta, nằm trên giường cũng phải niệm Phật, nhưng không niệm ra tiếng. Nằm trên giường mà niệm ra tiếng thì sẽ tổn hại sức khỏe, cũng không được cung kính trong thời thời khắc khắc, nơi nào chỗ nào niệm không gián đoạn. Hoặc lúc trong phòng vệ sinh cũng không ngừng niệm Phật, nhưng không niệm ra tiếng. Niệm ra tiếng thì không cung kính. Bạn phải hiểu cái nguyên tắc này thì bạn mới biết được tu niệm Phật là phương tiện nhất, là pháp môn phương tiện nhất, không có nghi thức nhất định. Trong thời thời khắc khắc, nơi nào chỗ nào đều thành tâm khẩn thiết thì niệm Phật thì sẽ có cảm ứng. Đây có vị đồng tu hỏi, một người đã thọ giới Bồ Tát, cứ trong mỗi giữa tháng và cuối tháng phải tụng Bồ Tát giới kinh, nhưng nếu không tụng Bồ Tát giới kinh mà lại tụng kinh Vô Lượng Thọ hoặc tụng kinh A Di Đà và trì danh hiệu A Di Đà Phật, niệm thánh hiệu của Phật, có được hay không? Có thể được, đó là phần tự tu của bạn.
nhất định sẽ được lợi ích. Nhưng nếu bạn mỗi tháng tụng giới, hoặc nửa tháng tụng giới, cũng có sự lợi ích. Tại vì sao? Vì mọi người hiện nay đã quên giới luật rồi. Bằng mỗi nửa tháng tụng giới một lần là tụng cho mọi người nghe, khiến cho họ không có quên giới luật. Đó là độ tha, là lòng từ bi của Bồ Tát. Mọi người hiện nay đều đã xả bỏ giới luật, chúng ta vẫn còn có thể duy trì, không cần họ hiểu hay không hiểu, làm được hay không làm được, chúng ta còn tại thế mà bạn có thể duy trì được giới luật thì là rất hiếm có. Nhưng thật sự công phu là ở tại tụng kinh và niệm Phật. Vị đồng tu này có 4 câu hỏi. Câu hỏi thứ nhất, một người đã đứt hơi, tức là đã chết rồi, ngoại trừ trợ niệm ra, còn phải đọc kinh niệm Phật trong suốt 49 ngày, linh cữu phải đặt như thế nào mới là đúng pháp? Bàn thờ Phật phải đặt ở vị trí nào? Và linh vị đặt ở chỗ nào? Những việc này bạn không cần hỏi tôi. Thông thường, những pháp sư trong chùa đều biết làm việc này. Những chùa nào có làm kinh sám Phật sự, họ đều biết làm việc này. Nếu bạn có thể đọc kinh niệm Phật suốt 49 ngày giúp cho người đã chết, đó là việc làm rất là tốt. Bởi vì Phật tại trong kinh nói cho chúng ta biết, sau khi con người đã chết, đại đa số người chết trong 49 ngày đều ở trong thân trung ấm. Họ ở thân trung ấm cứ mỗi 7 ngày thì biến đổi một lần, tức là họ phải chịu khổ một lần. Cho nên cứ 7 ngày thì phải làm tuần thất tụng kinh niệm Phật hồi hướng cho họ để giảm nhẹ sự đau khổ. Điều này rất cần thiết. Điều này rất cần thiết. Sau 49 ngày thì đại đa số người đều đã đi đầu thai. Đó là trong thế tục nói như vậy, cũng là căn cứ theo đạo giáo mà nói. Bạn xem lần này cư sĩ Giang Dật Tử đã họa bức địa ngục biến tướng đồ, cũng là căn cứ theo cuốn Ngọc Lịch Bửu Sao mà họa ra. Cuốn Ngọc Lịch Bửu Sao là của đạo giáo, họa được như vậy cũng là vô cùng hiếm có, đã khải thị cho chúng ta rất lớn. Thật ra chúng ta đã sơ suất chuyện này. Phật tại trong kinh điển cũng có giảng giải cảnh địa ngục rất rõ ràng, nhưng chúng ta đã sơ suất. Lần này nhìn thấy bức họa đã nhắc nhở chúng tôi, nên chúng tôi tìm trong Đại Tạng Kinh. Quả thật chúng tôi đã tìm được có 25 bộ kinh điển. Đức Thế Tôn tại trong số kinh điển này đã giảng giải trạng huống của địa ngục còn rõ ràng hơn đạo giáo nói rất nhiều, nội dung rất là phong phú. Cho nên hiện nay chúng tôi đem phần kinh văn của 25 bộ kinh này trích lục những phần kinh văn nào Phật giảng về địa ngục, chúng tôi đem nó tập hợp lại in thành một cuốn. Nếu không thì bạn làm sao mà tìm ra kinh điển nhiều như vậy, bạn cũng tìm không ra. Chúng tôi in thành một cuốn, bây giờ bên Đài Loan đang in, chúng tôi đã đặt một cái tựa đề là Phật Thuyết Chư Kinh Địa Ngục Tạp Yếu. Hy vọng trong tương lai chúng ta sẽ có cơ duyên ở Đại lục Trung Quốc tìm được một người hoặc quả giỏi y theo Phật tại trong kinh đã giảng trạng huống của địa ngục, qua ra một bức Phật giáo Địa Ngục Biến Tướng Đồ. Hiện nay bức họa đang lưu thông là của đạo giáo, có thể ảnh hưởng cảnh tỉnh cho mọi người. Đích thật như cư sĩ Giang Dật Tử tự mình đã nói, đưa ngói lấy ngọc, tức là ông đưa bức họa này ra, hy vọng sẽ có người họa ra bức Phật giáo Địa Ngục Biến Tướng Đồ xuất hiện ở nơi thế gian. Đó cũng là thuộc về sự giáo dục nhân quả.
Đối với lòng người hiện nay mà nói là sự giúp ích và chỉ dạy làm lành lánh dữ. Khi mọi người nhìn thấy bức họa này thì liền có thể thật sự phản tỉnh ác hành ác niệm thì nhất định có ác báo. Ít nhất khi họ khởi tâm động niệm có thể kềm chế được lời nói tạo tác của họ, đó cũng là việc tốt. Chẳng những có thể tự cứu mình mà cũng có thể cứu vãn cái kiếp nạn này. Câu hỏi thứ hai, khi người đã đứt hơi tức là vừa mới chết, có cần đốt đèn để dưới chân hay không? Đốt đèn để dưới chân cho người chết là theo tập tục của thế gian. Nếu yêu theo Phật pháp mà làm thì không cần đốt đèn, y theo Phật pháp cũng được, làm cũng được. Nếu không thể y theo Phật pháp, bất đắc dĩ cũng phải y theo thế pháp. Tại vì sao? Vì trong nhà bạn có rất nhiều anh em, không hẳn là ai ai cũng là học Phật. Bạn y theo Phật pháp làm nhưng họ không đồng ý, bạn cũng chẳng có cách nào, cho nên vẫn là phải tùy duyên, gọi là gia hòa vạn sự hưng. Câu thứ ba là người đã chết trong vòng một năm, nếu đến ngày mùng 6 tháng 6 là phải qua cầu, có nên làm chuyện này không, hay phải làm thế nào mới là như lý như pháp? Cái chuyện này trong cuốn Ngọc Địch Bửu Sao có nói, trong kinh Phật cũng có nói, cứ y theo như vậy mà làm. Trong vòng 1 năm đến 3 năm thì người quá cố làm chuyện này cũng là thuộc về tính chất kỷ niệm. Trong luận ngữ có nói, luôn luôn nhớ đến tổ tiên, phong tục bá tánh đồn hảo, ý nghĩa thật sự là ở chỗ này. Phần lễ nghi này có thể y theo thế tục, nhưng phải làm cho đơn giản, không nên quá phức tạp, không nên phung phí. Có dư tiền thì nên làm nhiều việc từ thiện xã hội, làm lễ cho chúng sanh, làm những việc tốt này hồi hướng cho người quá cố thì tốt hơn. Câu hỏi thứ tư, trong quan tài của người chết có nên để nhang khoanh và gỗ trầm hương, hoặc là để bông tươi và giấy tiền vàng bạc, làm như vậy có như lý như pháp hay không? Kính thỉnh lão pháp sư khai thị. Trong quan tài của người chết không nên để giấy tiền vàng bạc, có thể để gỗ trầm hương, có thể để cái này. Để gỗ trầm hương thì tốt, những pháp sư người xuất gia đã qua đời cũng có để gỗ trầm hương trong quan tài, không có để giấy tiền vàng bạc. Có vị đồng tu này hỏi, chúng con mấy vị đồng tu cùng nhau học Phật và giúp người trợ niệm này, có một ngôi niệm Phật, ngôi đạo tràng nhỏ nhưng chưa có đặt tên, có thể đặt tên là niệm Phật đường thì được rồi. Chúng ta sẽ để lại những câu hỏi này cho vấn đề tiếp theo.